I'm ready to share. I'm not gonna be xe dơ quá rồi. Đây là chỗ đưa xe tự động brushless, có nghĩa là không có dùng bàn chải, chỉ phun nước thôi. Tôi đang đợi cái xe phía trước. Bây giờ tới lượt được mình. Đèn xanh rồi. Xe bắt đầu được rửa. Ở đây nó có đèn hướng dẫn để ta theo dõi tình trạng của cái máy rửa xe tự động, nó đang rửa đến tới giai đoạn nào. Hiện tại là nó đang xịt xà phòng là lên trên xe. Nó xịt toàn bộ xung quanh xe nên ta không thể thấy được gì bên ngoài hết. Lúc nãy sau khi tôi bỏ $10 vào, tôi chọn rửa regular wax thì giá là $7. Máy thối lại tôi 3 đồng. Ta có thể nhìn thấy nó đang ở tình trạng là clear coat, giờ tới spot free rinse. Khi nào nó hiện tới exit là mình chạy xe ra ngoài. Hôm nay trời nắng đẹp nên ta đi rửa xe. Bây giờ đã hiện đèn exit, có nghĩa là đã rửa xong. Tôi chạy xe ra. Ở đây có máy hút bụi để cho ta có thể hút bụi bên trong xe.
thì giá tiền là 1 đô la cho một lần hút bụi. Có thể nhìn thấy trên trên cái máy hút bụi đó. Hôm nay tôi vội nên không có hút bụi. Đây là toàn cảnh cái chỗ rửa xe. Những bên này là người ta rửa xe bằng tay, là mình tự rửa. Rồi, bây giờ tôi đi về nhà.